Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ bất chấp kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay mất sự ủng hộ của Washington thay đổi ra sao. Theo Pravda, trong ngày 31 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc. Tại đây, ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận thỏa hiệp về lãnh thổ, bất kể ai là người thắng trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông Zelensky cho biết, vị Tổng thống mới của Mỹ có thể tăng cường hoặc giảm bớt sự ủng hộ với Ukraine. Nếu Washington giảm bớt sự hỗ trợ, Nga sẽ có nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu hơn. Đó là sự thật. Về ông Trump, ông ấy là con người của hành động và muốn kết thúc xung đột nhanh chóng. Nhưng nếu ông ấy thắng cử và đề nghị Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận với Nga, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị chiếm đóng là của Nga. Ông Zelensky cho biết, bất kể ai ngồi ở Nhà Trắng hay ông Putin làm Tổng thống Nga trong bao lâu, điều này đơn giản là không thể. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng bình luận về chiến dịch quân sự của Ukraine ở vùng Kursk của Nga. Ông Zelensky chia sẻ, chúng tôi không có ý định chiếm đóng hay sống ở đó, chúng tôi chỉ muốn thiết lập một vùng đệm để giành lại lãnh thổ của mình. Nếu chiến dịch này có tác động tốt trong cuộc đàm phán hay đem lại lợi ích trên tiền tuyến, chúng tôi sẽ tiếp tục. Theo truyền thông Ukraine, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào thời điểm khó khăn với Kiev khi Nga đang có nhiều bước tiến ở mặt trận miền Đông. Tại một diễn biến khác, trong bối cảnh ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris bước vào những ngày cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng, châu Âu đang lo lắng đến mức nín thở về các tác động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với xung đột Nga-Ukraine và an ninh của lục địa già. Ukraine, Gaza nín thở chờ bầu cử Mỹ. Tương lai của giải Gaza cũng được các nhà phân tích đặc biệt chú ý trước ngày bầu cử ở Mỹ. Ông Trump hay bà Harris thì sao? Một thăm dò của báo Wall Street Journal tại 7 bang chiến trường trong tháng 10 cho thấy, so với bà Harris, ông Trump có khả năng xử lý tốt hơn cuộc xung đột Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas. Tuy nhiên, theo Reuters, khi nói đến Ukraine và an ninh châu Âu, nhiều quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại về chiến thắng của ông Trump, do họ đã chứng kiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đầy biến động trong nhiệm kỳ trước của ông. Những lời chỉ trích mạnh mẽ của ông Trump với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và quan điểm không rõ ràng của ông về cuộc chiến tại Ukraine. Ông Trump đã tuyên bố nếu thắng cử, ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong một ngày, thậm chí trước khi nhậm chức, nhưng chưa tiết lộ sẽ làm điều đó như thế nào. Tuy nhiên, ông đã chỉ trích khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine và khả năng nếu giành chiến thắng thì ông sẽ không tiếp tục viện trợ nữa. Trong các bình luận công khai, giới chức châu Âu tìm cách tác động tới ông Trump bằng cách tuyên bố rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ khiến Mỹ trở nên yếu đuối và khuyến khích cả Nga, Trung Quốc thách thức quyền lực của Mỹ. Nhưng không phải tất cả các lãnh đạo châu Âu đều lo lắng về ông Trump. Một số quan chức Ukraine và Đông Âu thậm chí suy đoán ông Trump có thể vượt qua các lệnh giăng đỏ của ông Joe Biden bằng cách cung cấp thêm vũ khí tầm xa và chấm dứt lệnh cấm tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga nếu Tổng thống Putin từ chối hoặc không thực hiện những thỏa thuận mà ông Trump đề xuất. Còn nếu bà Harris thắng cử, bà sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine như ông Joe Biden đã làm. Bà Harris đã chỉ trích gay gắt ông Putin và cho biết nếu thắng cử, bà sẽ nỗ lực đảm bảo Ukraine thắng thế trong cuộc chiến và có được hòa bình chính đáng. Thay vì thương lượng để có hòa bình mà khả năng Ukraine phải nhường lãnh thổ như gợi ý mập mờ của ông Trump. Hiện nay, biện pháp chính trị mà châu Âu hy vọng sẽ giúp ích cho Ukraine trước bất cứ sự thay đổi chính sách đột ngột nào của Mỹ là khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ từ G7, sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga. Khoản vay này sẽ cho phép Kiev tiếp tục mua vũ khí, ngay cả khi Mỹ cắt giảm viện trợ. Cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào thời điểm khó khăn với Kiev khi Nga đang có được những bước tiến ở miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tình thế đó không công khai ủng hộ ứng cử viên nào. Nhưng ông cho biết điều quan trọng là Mỹ phải hiểu rõ về Ukraine và rằng cuộc chiến phải được chấm dứt một cách công bằng. Giống như hộp đen, trước thêm bầu cử, các nhà ngoại giao châu Âu tại Washington bày tỏ sự thất vọng với chính sách đối ngoại thận trọng của chính quyền ông Biden, đặc biệt liên quan Ukraine và các nỗ lực không thành công của Nhà Trắng nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza.
họ cũng chuẩn bị tinh thần cho khả năng ông Trump đắc cử và sẽ có bất ổn ảnh hưởng đến chính trị thế giới. Báo Guardian dẫn lời một đại sứ châu Âu cho biết, tôi không thể chắc chắn liệu ông Trump có tìm kiếm một thỏa thuận với ông Putin ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức hay liệu ông ấy có thả bom hạt nhân xuống Moscow hay không. Thật ra, đó là một hộp đen và bất kỳ ai nói với bạn rằng họ biết những gì sẽ diễn ra bên trong chính quyền của ông ấy đều là nói dối. Ông Andrew West, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế, bình luận, các quốc gia trên khắp thế giới đều phải chuẩn bị cho cả hai kết quả. Tại Gaza, các nhà đàm phán quốc tế đã thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza vào đầu tuần này, nhưng giới phân tích không nghĩ Israel và Hamas sẽ đồng ý ngừng bắn trước ngày 5 tháng 11. Cả ông Trump và bà Harris đều kêu gọi chấm dứt xung đột Gaza. Nhưng Viện Trung Đông ở Mỹ nhận thấy bà Harris tập trung nhiều hơn vào thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin mà Washington đã tìm cách thúc đẩy trong vài tháng qua, còn thông điệp chính của ông Trump tập trung vào việc cảnh báo Israel giành được chiến thắng. Ông Josie Merman, nhà báo Israel, chuyên về các vấn đề an ninh, bình luận. Nước Mỹ đang mất dần ảnh hưởng của mình. Ông chỉ ra, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã không thể ép Israel hay Iran ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng ông đánh giá nếu ông Trump đắc cử, đó sẽ là một nhiệm kỳ cực kỳ khó lường. Theo phòng nghiên cứu bầu cử thuộc Đại học Florida, trong số gần 58 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu, hơn 30 triệu người trực tiếp đến các điểm bầu cử sớm và khoảng 27 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu qua bưu điện. Ngày tổng tuyển cử năm nay sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cuộc khảo sát gần đây hé lộ, cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Dân chủ Kamala Harris đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận mới do đài CNN tiến hành và công bố ngày 30 tháng 10 cho thấy bà Harris đang giành lợi thế trước ông Trump ở hai bang chiến địa then chốt là Wisconsin và Michigan. Cụ thể, nữ phó tổng thống tạm dẫn trước ông Trump 6 điểm ở Wisconsin và 5 điểm ở Michigan. Hai ứng viên hòa nhau ở bang chiến địa Pennsylvania khi cùng giành được tỷ lệ tín nhiệm là 48%. Cả ông Trump và bà Harris hôm 30 tháng 10 đã đến Wisconsin để vận động tranh cử trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử quốc gia. Xuất hiện tại trung tâm vận động tranh cử ở trung tâm Ranch ở Green Bay, Wisconsin, cựu Tổng thống Trump đã cho phát một đoạn băng ghi âm, trong đó đối thủ Harris đã nhắc tới tên ông khoảng 15 lần khi phát biểu. Đó là tất cả những gì bà ấy nói vì bà ấy và Tổng thống Joe Biden không đạt thành tích gì, ông Trump nhấn mạnh. Ông Trump cũng tuyên bố, những từ đẹp nhất đối với tôi là tôn giáo số 1, tình yêu số 2 và thuế quan số 3. Theo báo Guardian, ông Trump từng đề cập đến điều này trước đây. Ông cam kết sẽ đánh thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, bất chấp cảnh báo của các nhà kinh tế rằng điều đó có thể khiến giá cả tiêu dùng cao hơn và chọc giận các đồng minh của Washington. Phát biểu hôm 29 tháng 10 tại công viên Ellipse gần bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, nơi hàng nghìn người ủng hộ đang tụ tập một tuần trước ngày bầu cử quốc gia, Phó Tổng thống Harris mô tả cuộc cạnh tranh giữa bà và ông Trump là lựa chọn một đất nước bắt nguồn từ sự tự do cho người Mỹ hay đất nước hứng chịu sự dẫn dắt của hỗn loạn và chia rẽ. Phó tướng Harris tuyên bố trong khi đám đông hô vang tên bà, tôi kêu gọi phiếu bầu của các bạn. Trong vòng chưa đầy 90 ngày nữa, ông Trump hoặc tôi sẽ có mặt tại phòng bầu dục. Vào ngày đầu tiên, nếu đắc cử, ông Trump sẽ bước vào văn phòng đó với một danh hiệu kẻ thù. Còn nếu được bầu, tôi sẽ bước vào đó với một danh sách các việc cần làm. Theo báo Guardian, dù đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 không khác gì việc bảo vệ nền dân chủ Mỹ, nhưng nữ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng tìm cách đưa ra một giọng điệu đầy lạc quan và hy vọng. Bà Harris cũng kêu gọi cử tri Mỹ lật trang, khép lại kỷ nguyên Trump và bắt đầu viết chương tiếp theo trong câu chuyện phi thường nhất từng được kể. Là con gái của những người nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, bà Harris nhớ lại việc bản thân từng xem các cuộc tuần hành dân quyền cùng cha mẹ khi còn nhỏ, đồng thời nhắc tới cuộc đấu tranh vì tự do đã thúc đẩy các thế hệ yêu nước của Mỹ. Họ đã không đấu tranh và hy sinh mạng sống chỉ để phải chứng kiến chúng ta từ bỏ các quyền tự do cơ bản của mình, chỉ để thấy chúng ta phải phục tùng ý muốn của một tên bạo chúa nhỏ mọn khác. Nước Mỹ không phải là nơi chứa đựng âm mưu của những kẻ muốn trở thành những kẻ độc tài, bà Harris nhấn mạnh. Trong các phát biểu gần đây, bà Harris cảnh báo đối thủ Cộng hòa của bà đang hướng tới chủ nghĩa độc tài và bài ngoại công khai. Bà cũng cố gắng cân bằng giữa các yếu tố tồn tại và kinh tế, tập trung vào mối đe dọa ông Trump đặt ra đối với các thể chế của Mỹ, trong khi quảng bá kế hoạch của bà nhằm giảm giá các mặt hàng và xây dựng tầng lớp trung lưu.
Bà cáo buộc ông Trump là công cụ của tầng lớp tỷ phú, người sẽ loại bỏ những gì còn sót lại của việc cho phép phụ nữ tiếp cận các biện pháp tránh thai và cản trở sự thỏa hiệp của lưỡng đảng khi điều đó không phù hợp với ông về mặt chính trị. Từ dinh thự riêng ở Mar-a-Lago, bang Florida, cựu Tổng thống Trump đã bác bỏ những lời chỉ trích của đối thủ. Công ty cá cược Bonner Scott Bet của Anh đã yêu cầu ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ AI do OpenAI phát triển, đánh giá ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng ở mỗi bang dựa trên thông tin bỏ phiếu công khai, nhân khẩu học và lịch sử bầu cử. Theo đó, ChatGPT dự đoán bà Harris sẽ chiến thắng ở các bang chiến địa gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Nevada, nhưng thua ở Arizona, Georgia và Bắc Carolina. Bà Harris được dự đoán giành chiến thắng xích sao với 276 phiếu đại cử tri, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump giành 262 phiếu. Kết quả thăm dò gần đây cho thấy cuộc bầu cử năm nay sẽ diễn ra xích sao. Theo khảo sát của 538, bà Harris giành 48,1% số phiếu bầu phổ thông, trong khi ông Trump giành 46,7%. Tuy nhiên, do hệ thống cử tri đoàn, một ứng cử viên có thể giành nhiều phiếu bầu phổ thông hơn nhưng lại không đắc cử. Ví dụ năm 2016, ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton có số phiếu bầu phổ thông cao hơn, nhưng ông Trump đắc cử do có nhiều phiếu đại cử tri hơn. Để phân tích, Bonner Scott Peck yêu cầu ChatGPT dự đoán cách mỗi bang sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, sử dụng tất cả thông tin có sẵn, bao gồm thông tin bỏ phiếu, nhân khẩu học, cũng như xem kết quả trước đó và các sự kiện có liên quan ở bang trong chiến dịch hiện tại. Theo ChatGPT, bà Harris sẽ thắng nhờ hơn ông Trump 14 phiếu đại cử tri, khiến cuộc bầu cử năm nay xích sao thứ 3 trong lịch sử, sau chiến thắng năm 1876 của Rutherford B. Hayes chênh 1 phiếu bầu và chiến thắng năm 2000 của ông George Walker Bush chênh 5 phiếu bầu. Tuy nhiên, ChatGPT chỉ ra rằng nếu ông Trump thắng ở Pennsylvania hoặc Michigan, hai bang lần lượt có số phiếu đại cử tri là 19 và 15, thì ông có thể giành chiến thắng. Phát biểu với Newsweek, người phát ngôn của Bonner Scott Bett cho biết, trong nhiều năm, các cuộc thăm dò ý kiến được sử dụng để dự đoán kết quả bầu cử, nhưng công nghệ mới cung cấp những cách thức mới để dự đoán. Bonner Scott Bett nhấn mạnh tầm quan trọng ở các thành phố lớn đối với chiến thắng tiềm năng của bà Harris ở cả Michigan và Pennsylvania. Công ty cho biết, ở Michigan, dù ông Trump có khả năng nắm giữ các khu vực nông thôn, vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa, nhưng ChatGPT vẫn dự đoán bà Harris chiếm ưu thế nhờ các thành trì quan trọng của Đảng Dân Chủ ở những thành phố như Detroit và Ann Arbor. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.